Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Vũ Quang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tham dự có đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Vũ Quang hiện có 180 hội viên, sinh hoạt tại 10 đơn vị hội cơ sở. Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, hội đã khắc phục khó khăn để hoạt động và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh đoàn kết hội đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ trẻ về truyền thống của lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam anh hùng, gương mẫu trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo. Động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Một trong những hoạt động nổi bật của hội cựu thanh niên sung phong đó là các hoạt động để nơi đáp nghĩa vì nghĩa tình đồng đội, luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện tốt Hội thường xuyên phối hợp với các đoàn thể kêu gọi các tổ chức cá nhân xây dựng nhà tình nghĩa cho các hội viên khó khăn, đóng góp xây dựng quỹ vì tình nghĩa đồng đội, thăm hỏi đồng viên các gia đình lúc ốm đau hoàn nạn. Kết quả trong năm 2022, hội đã quyên góp được hơn 63 triệu đồng quỹ nghĩa tình đồng đội, tặng 54 xuất quà cho hội viên khó khăn nhân dịp lễ Tết trị giá hơn 25 triệu đồng và trao 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá 30 triệu đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của thanh niên xung phong, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phấn đấu giữ vững các mô hình kinh tế và vườn mẫu đã đạt được, 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, trong đó có 25% gia đình văn hóa tiêu biểu. Tại hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác hội.